ไม่มือนี่ช่างเฮียมนลายพ่อแม่ตื่นแต่เช้าเป่าไฟหนึ่งเขาฟูเสร็จฟักเสร็จหนอฟูปิ่งป่าปิ่งยื้อเสร็จปั้นเขาลายเชิงช่วงตอนเปิ่มมือไอเอ็มมนมีปังช่างกินช่างโจพ่อแม่ชมมังบันไตมีเปิ่มมือขันคอดเก่าตามชงปัญญาวกันกัดกุ้งคือม้วนเสร็จให้เสร็จนะเลี้ยงกันไอ้แต่งน้องป่าน้องเสร็จส่วนฝากส่วนบ่
nhiệt chào đón toàn thể quý vị quan khách, các cô ông cụ bà, quan viên hai bên, bốn họ, gia đình cũng như các bạn trẻ nam thanh nữ tú đã và đang có mặt tại chương trình lễ vô quy của cô dâu xinh đẹp Thị Anh sánh chân cùng với chú rể Văn Tỉnh trong buổi chung ngày hôm nay. Và lần đầu tiên cho phép tôi MC Quang Minh cùng với MC Hồng Thu xin được gửi lời toàn thể quý vị lời cảm ơn sâu sắc, lời kính chúc sức khỏe và lời kính chào trân trọng, nồng nhiệt và thân thương nhất. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, đối với một tình yêu cao cả, chúng ta có một câu tâm đắc luôn nói rằng đúng là yêu nhau thì mé núi cũng trèo, mé sông cũng lội, ngàn đèo cũng qua. Yêu nhau thì chẳng quản đường xa, dù cho bão táp phong ba cũng liều. Yêu và được yêu đó chính là niềm hạnh phúc vô bờ bến của mỗi con người chúng ta. Thì ngay sau đây, giây phút thiêng liêng, giờ vàng phút ngọc đã đến, xin trân trọng kính mời quý vị chúng ta sẽ tạm thời đặt những chén rượu, những đôi đũa của quý vị xuống trên bàn và hãy hướng tầm mắt của mình về phía cánh cổng hoa và hãy nở một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón hai gương mặt rạng ngời và hạnh phúc. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu về với trung tâm sân khấu chính của gia đình hai gương mặt, hai chủ nhân của tấm thiệp hồng. Xin được trân trọng giới thiệu em thì anh sẽ cùng tay trong tay cùng với chú rể Thảo Hiền Văn Thị, hai em sẽ nở một nụ cười thật tươi tiến bước về phía trung tâm nhịp cầu sân khấu để ra mắt diễn kiến của toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời hai em. Và toàn thể quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón hai em trở về với sân khấu được không quý vị ơi? Không còn điều gì tuyệt vời và hạnh phúc hơn như thế khi cặp đôi yêu họ đang tay trong tay tiến bước về cánh cửa về vui. Sau bao năm mong mỏi và chờ đợi thì anh và chú rể Thảo Hiền Văn Thị, một lần nữa chúng ta hãy cùng chúc mừng hạnh phúc bằng những tràng pháo tay thật lớn hơn nữa. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và hôm nay được trở về chung vui cùng với hai con, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các bậc thân sinh phụ mẫu của chú rể và cô dâu. Với phái đoàn họ nhà trai, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời về với trung tâm sân khấu có sự hiện diện của ông Quang Văn Viên và mẹ Quang Thị Kỳ, đó chính là thân sinh phụ mẫu của chú rể. Với phái đoàn họ nhà gái, chúng tôi xin được trân trọng kính mời và giới thiệu về với trung tâm sân khấu ông bố Lường Văn Dương và mẹ Lường Thị Minh, đó chính là thân sinh phụ mẫu của cô dâu. Một lần nữa, toàn thể quý vị chúng ta hãy nở một tràng pháo tay để cùng chào đón hai bên gia đình. Tân tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở để con. Hôm nay các bậc cha bậc mẹ đã vui mừng chúng ta nhận diện và nhận rõ hơn khuôn mặt của đại gia đình chúng ta. MC Quang Minh một lần nữa xin được trân trọng giới thiệu với phái đoàn của họ nhà trai có ông bố Quang Văn Biên và mẹ Quang Thị Kỳ. Xin được trân trọng kính mời hai anh chị sẽ cùng bước tiến lên phía trước một bước. Và để rồi chúng ta sẽ cùng cúi chào một cái từ sau thay cho lời cảm ơn. Xin được trân trọng kính mời hai anh chị ạ. Vâng, chúng ta sẽ cùng cúi một cúi từ sau để xem mắt tập thể hồi hôn đi nào. Xin mời. Vâng, chào đón họ nhà trai chúng tôi bằng những tràng pháo tay thật lớn đi quý vị ơi. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Xin mời các anh chị sẽ về chỗ ạ. Vâng, và để quý vị chúng ta nhận rõ hơn và nhận diện rõ ràng hơn về các bác họ nhà gái chúng tôi, xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Lường Văn Dương và mẹ Lường Thị Minh, đó chính là thân sinh phụ mẫu của cô dâu. Xin được trân trọng kính mời hai ông bà sẽ bước tiến lên phía trước hai bước. Và đầu rồi chúng ta sẽ cùng cúi chào một cúi từ sau để ra mắt toàn thể hồi hôn. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, chúng ta sẽ cùng cúi một cúi từ sau để thay cho lời cảm ơn đến toàn thể hồi hôn chúng ta đã. Xin mời. Vâng, một tràng pháo tay nữa đi quý vị để cùng chào đón họ nhà gái chúng tôi. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và ngay giờ phút này đây, giờ phút thiêng liêng mà chúng ta mong đợi nhất cặp đôi hạnh phúc nhất của 2023, chúng tôi muốn truyền tải đến toàn thể quý vị trong hôn trường cưới hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bước lên trung tâm sân khấu phía trước hai bước. Xin trân trọng giới thiệu cô dâu xinh đẹp Thị Anh và chú rể Thảo Hiền Văn Tử, hai em sẽ cùng cầm tay nhau, nắm tay nhau bước tiến lên phía trước hai bước, và để rồi chúng ta sẽ cùng cúi một cúi từ sau để ra mắt toàn thể hôm nay. Xin mời em. Vâng, ngày nào người ta phá tay để cùng chúc mừng hạnh phúc cho hai em đi quý vị ơi. Xin trân trọng cảm ơn, xin mời đại diện gia đình chúng ta sẽ cùng đi xuống vị trí cũ của mình ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, đúng là hồ không sen, hồ sống phẳng lặng, sen sông sen không hồ, sen sống làm sao, núi kia hay dắt mà cao, sông kia biển nọ ai đào mà sâu, sông quê ta ai khéo bắc cầu, cho tình duyên lứa thấm ngàn đời không phai. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay nhận được sự công nhận của hai bên gia đình, nhận được sự đồng tình của chính quyền địa phương sở tại của hai xã Cổng Lập và Trường Bôm đã cho phép hai bên gia đình tổ chức lễ phu quy cho hai con yêu Thị Anh và chú rể Thảo Hiền Văn Tỉ hôm nay vào hồi 12:00 thứ 6 ngày 29 tháng 9 năm 2023, tức ngày 15 tháng 8 năm Quý Mão. Tại giờ phút này đây, họ nhà gái chúng tôi bản khen xin được trân trọng tuyên bố cho hồng thắm điện từ đây lễ trao duyên mới của cặp đôi Thị Anh và Văn Tỉ xin phép chính thức được bắt đầu.
Một tràng pháo tay để dành cho chúng ta, chúc mừng hạnh phúc từ quý vị. Quý vị, đúng là một năm thì bắt đầu từ mùa xuân và tình yêu thì bắt đầu từ tuổi trẻ. Bao ngày mong đợi tới ngày hôm nay, cô dâu hiền mang tình xưa cất ngay, chú rể mới bao la tình biệt cả. Mấy ngày nào anh và tỷ còn xa lạ, mấy ngày nào tỷ còn sang nhà anh chơi. Vậy mà hôm nay đôi bạn trẻ chúng ta đã nên duyên vợ thành chồng. Đúng là kéo khen ai cắt trên đồng, chứ vợ nằm dưới, chứ chồng nằm trên. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay với sự chứng kiến đông đảo của toàn thể quý vị đã hiện diện tại khán phòng tiệc cưới của nhà gái chúng tôi, và để thay cho lời cảm ơn đến từ hai bên gia đình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một bác đại diện của họ nhà trai sẽ có đôi câu phát biểu cũng như là đôi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị đã có mặt trong buổi chương trình hôm nay. Để những sáng của ba thể hiện sự trình đấy của ba mới thì đây sau hôm nay sẽ từ chúng mình là mi đôi trai áo thể hiện sự trình đấy của ba mới của mẹ xin được nhìn thấy qua mang lên bánh pháp cần thơ mấy cho nên chúng là cha mẹ sẽ tốt đường đó cảm ơn nhà tàu sản phát tàu sản xuất nước món là ải nô come xin nên sẽ phải cáo mấy cho món này nô come bằng tẩy nát nữa mà tỉnh mà tôm chúc phúc cả đôi là má xin nên các món là sòng chơi chúc khỏi và có mấy hàng ngày xưa cái sò sòng chúc thời ải nô qua hà me và cả hào khăn bản chân đi mất nào mà mất nữa cũng luôn cũng lán mấy tay thì tay tìm phương đấy nữa đâu con mẹ cho phủ cho con ơi. Dạ vâng, đúng là lời bác thơm như mật như hoa, thơm như hoa lúa tỏa ra khắp con trường. Bác quyến luyến thêm lời dò dặn, nâng chữ chung trọn vẹn lo toan, chúc cho các cháu con ngoan sung vầy. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và một lần nữa để thay cho sự ủy quyền của hai bên gia đình đã bảo ban tổ chức chương trình chúng tôi có đôi lời phát biểu bằng tiếng Thái thay cho sự ủy quyền của hai bên gia đình. Vậy nên quý vị chúng ta hãy cố gắng lắng nghe với phần phát biểu của MC Hồng Thu sẽ thay cho hai bên gia đình chúng ta với phần ủy quyền của hai bên gia đình. Xin trân trọng kính mời. Xin ít bóng mẹ nọ, xong bọt phú bọn ra, hát có xí ngờ ở ma, mi lụ bền phủ chai, có phủ bền cười hông mưu đi. Xong bọn tà bọn nai, hát có xí ngờ ở ma, mi lụ bền phủ nhìn, có phủ bền phở hông mưu đi. Sống nồng hoa qua, con nhớ lòng phục lại à, nhớ lòng là ra nay lúc bà, mà lòng nà ưa ý lòng hơn. Nhớ hôm trước ép sư lại hồng, có bà mở, có hợp chân nì, xịp bé tuổi phì phà, mà nhớ chầm sao. Nhưng chẳng dựt bền sao, chai chẳng sao bền báo, chẳng sáo qua lại bản tàn trù lại mương. Và hết sườn kiểu quất lời khẩu mốc, chẳng lại bé bò nong là nong thì anh chờ anh. Chẳng buồn mày bé bò chẳng lại ổ mặc men quén quát cần. Chẳng lại bền chủ phú sửa lốc phanh, chẳng lại bền chủ phú sửa lành lốc lửa. Lại có tàn bền chủ hấp huyết bền nồi. Sơn sóng nồng hao qua, lại quát chủ lều trắng cưng xú ảo. Lại quát báo quát xào trắng cưng xú êm tinh ải. Bò mẹ phá cả lẻ nghiêm buồn sống chờ sóng nồng hao trắng áo cằn bề xú chính quyền quần phồng. Bé áo chuyện chẳng ao căn phải ao trẻ đăng ký quyết hồn ủy ban dân mương, chẳng ao giáo lành cầu nhàn hợp quyền bên phù uốn phành bên nghe bánh uốn chở hàn thầu các bà mở có hợp mưa nỉ sóng chưa hơn hoa chẳng hà đẩy mưa đi bên trần mưa sần bên chép mưa lẹp chép ngam chẳng tổ chức hết dệt thịt dệt không hở sóng nòng hoa bên nạp của hùa mía chẳng đẩy cáo mới ỏi nồng sóng bản sản na sản huyền sản xá ao căn khảm đại khùa cài lại tăng mẫu hôm trong chân cò bóng mi pháp sản gần xưa bàn tổ chức chương trình xuân làm sau này phước pháp mà được phù nghĩa nón sau này tăng đà hở quốc gia tàn nát cái dòng chưa hơn sò mi quan cảm ơn cánh tam cho mừng hoa bò mẹ pì nòng sò chúc gặp bò mẹ pì nòng hấp phủ dệt địa bản cấm chờ bàn phủ dệt tiền hương cấm chờ hù phả bé ca tánh ca lẩy ế màn không phả rút nòng rút hai mi bà tổ màu hai mi xích pì phả cái nhát mi đùa sảy sao pì phả nhát mi đùa nào nhát mi khù sằng hải ban chờ khổng mốt và cứ lăng sờ sờ khăn là giữ nói nhưng sao pì mới nắp bò mẹ cho phủ cho con này đó. Dạ vâng, và vừa rồi là những câu phát biểu bằng tiếng Thái thay cho sự ủy quyền của hai bên gia đình đến từ MC Hồng Thu, và một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc với sự hiện diện nhiệt thành của toàn thể quý vị.
muộn lại. Bố mẹ từng té cho bóng phay nâng khâu. Phụ dệt phác dệt nó, phụ bình bà bình như dệt ban khẩu lại trường chung còn bỡ mơ. Ai em muốn mi bao trang kinh trang dô. Bố mẹ trông măng, bàn tay mi bỡ mơ khăn. Khót cầu tạm trông khai lũ bên lũ bỡ em. Côi hát côi búa, ô lũ em nó. Bên mi ai hâu côi hát côi bánh nhau cần. Cất cung cử muôn, dệt hai dệt ná liêng cần. Ai tỉnh nóng pa, nóng dệt xuân phác xuống bó. Khám hồi khám bú, hát cần tao thầu nóng nớ. Toàn ba má, chóc lầu trong muôn tàng trầu. Trong phùa mía mơ, mi lù mi tàu to cạn. Toàn nà bóng mẹ, mưa ni bên phùa bên mía. Bây âu nọng nớ, hát âu cần nớ. Bên phùa mía rút chua. Sẽ có một bữa tiệc ngon miệng và vui vẻ. Xin mời quý vị chúng ta sẽ tạm thời ngồi xuống vị trí của mình. Và xin được kính chúc cho mối tình thiên gia của các bác sẽ luôn cao xanh bền chặt, đã điểm tựa vững chắc cho hai con về sau. Xin được trân trọng cảm ơn. Và xin được kính chúc cho em sẽ luôn trăm năm tình viên mãn, bạc đầu với hoa thê, sống sinh được quý tử. Một lần nữa xin được phải nâng khâu. Phụ dệt phác dệt nó, phụ bình bà bình như dệt ban khẩu lại trường chung toàn bỡ mơ. Ai em muốn mi bao trang kinh trang dô. Bố mẹ trông măng, bàn tay mi bỡ mơ khăn. Khót cầu tạm trông khai lũ bên lũ bỡ em. Bánh nhau cần cất cung cử muôn dệt hai dệt ná liêng cần. Ai tỉnh nóng pa nóng dệt xuân phác xuống bó. Khám hồi khám bú hát cần tao thầu nóng nớ. Toàn ba má chóc lầu trong muôn tàng trầu. Trong phùa mía mơ mi lù mi tàu to cạn. Toàn nà bóng mẹ mưa ni bên phùa bên âu nọng nớ, hát âu cằn nớ, bên phùa mía rút chua.
bạn mừng tay mưa ni chẳng hề một lời. Bố mẹ tưng tê chào bóng phai đừng khâu. Phù dệt phát dệt nó, phù bình bà bình như dệt ban khẩu lại chờ chung toàn bà ư mơ. Ai em muốn mi bao trang kiên trang dô. Bố mẹ chôm măng, bàn tay mi bà ư mơ khăn. Khót cầu tam trông khai lô bên lô bà em. Bánh nhau cần cất cung cử muốn sẽ thay dệt ná liền cần ai tỉnh nóng pa nóng dễ xuân phát xuống mõ khăm hồi khăm pu hắc cần tao thâu đó.